Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã chính thức sa thải huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam Toshiya Miura sau 2 năm gắn bó. VFF đánh giá cao tâm huyết cũng như những đóng góp của vị chiến lược gia người Nhật trong thời gian qua, đặc biệt là tấm huy chương đồng tại AFF Cup 2014 của đội tuyển Việt Nam và tấm huy chương đồng của U23 Việt Nam tại SEA Games 28. Tuy nhiên, VFF cho rằng lối chơi của U23 Việt Nam và tuyển quốc gia cần được xây dựng lại cho phù hợp với thể lực và tầm vóc của cầu thủ Việt Nam, và đó là điều huấn luyện viên Miura đã cố gắng nhưng vẫn chưa làm được. Trong thời gian tới, ưu tiên hàng đầu sẽ là tìm một người dẫn dắt mới thay thế ông Miura, và VFF đang hướng đến tin dùng những huấn luyện viên nội. Theo đó, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Hữu Thắng đang là hai ứng cử viên nặng ký cho chiếc ghế nóng này.